biến căng, một cô gái tôi dắt bắt cả hai tay, có con giới nữ chính em vi sống gió, tung cả anh nghi nam ca sĩ trên giường và loạt tin nhắn. Cô gái tên Tê, Dê đã đăng đàn tố cáo căng đét, làm dấy lên tin đồn nghi vấn dắt có con, khiến cả mạng xã hội châu đảo. Trên mạng xã hội tối ngày mùng 7 tháng 8 bất ngờ xuất hiện một bài đăng của cô gái tên Tê. Dê, mang nội dung tố nam ca sĩ dắt bắt cả hai tay và đã có con với Thiên An. Theo đó, Tê Dê khẳng định cô và dắt bắt đầu mối quan hệ tình cảm từ tháng 3 năm 2020. Trong một lần tình cờ, TJ đã biết được số điện thoại của Thiên An bằng cái tin đồn trước đây của Jack, nữ chính trong MV Sống Gió, và tra hỏi về mối quan hệ của hai người. Cũng từ đây, cô gái tên là T. Dê khẳng định đã phát hiện ra rất nhiều nghi án về bí mật động trời. Trên trang cá nhân, TJ bày tỏ, mình hoàn toàn sụp đổ khi biết được Thiên An cũng không hề biết sự tồn tại của mình. Và điều khủng khiếp hơn nữa là trong cùng một khoảng thời gian, Jack quen một lúc hai người. Mình được biết chị An mang thai vào khoảng tháng 8 hoặc tháng 9 năm 2020. Trong thời gian mang thai, Chị An nói với mình là sống tại nhà Dắt, mình thực sự không ngờ trong khoảng thời gian đó Dắt dẫn hẹn mình đến nhà một cách thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Mình cảm thấy vô cùng hụt hẫng khi Dắt có thể là con người vô tình đến vậy, không có trách nhiệm như một người đàn ông mình vẫn mong chờ. Và mình bất ngờ hơn nữa khi biết có một người con gái khác cũng đang trong mối quan hệ với Dắt, chị An đã nói cho mình biết. Bạn ấy tên Quy và quen Dắt vào mùng 4 Tết âm lịch, tức ngày 15 tháng 2 năm 2020. Vậy là mùng 1 Dắt gặp mình, mùng 4 Dắt gặp Quy để khẳng định lời nói của mình là sự thật. TG còn chia sẻ ảnh chụp cận cảnh dắt đang cởi trần và đính kèm loạt tin nhắn với nam ca sĩ. Tuy nhiên đây mới chỉ là bài đăng tố cáo một chiều từ phía TG và hiện tất cả là nghi vấn. Ngay lập tức chúng tôi đã liên lạc với quản lý của dắt để tìm hiểu rõ vụ việc này nhưng chưa nhận được phản hồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nóng 24 giờ. Xin hãy nhấn đăng ký và theo dõi những tin tức mới nhất.